Kính chào quý vị, chúng tôi là Kim Bùi, Chủ tịch Hiệp hội Giáo chức Học khu Westminster. Xin quý cử tri bỏ phiếu cho Jamieson Power và Cao Trương vào Westminster School Board vì Jamieson và Cao chủ trương áp dụng lối giảng dạy thế kỷ 21, nâng cao các chương trình học Anh ngữ, giáo dục học sinh giỏi và có năng khiếu, chương trình song ngữ Việt Anh và Mễ Anh, và chú tâm nhiều đến học sinh cần giúp đỡ. Như thế, con em quý vị sẽ dễ dàng thành công ở đại học và trên trường đời. Xin dùng phiếu cho Jamieson Power và Cao Trương, đồng thời cùng chúng tôi bỏ phiếu yes cho Measure T và dự luật 55. Paid for by the Westminster Teachers Association Political Action Group for Education number 745849.